Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vật Vờ Studio. Nếu mà nhắc đến Vật Vờ Studio ấy, chắc hẳn anh em sẽ nghĩ ngay đến điện thoại này, iPhone với cái điện thoại đúng không? Nhầm, anh em quá nhầm luôn. Hôm nay mình sẽ khẳng định cho em một điều là trong cái studio này vẫn còn một thứ vô cùng thú vị nữa. Ta-da, xin được giới thiệu một chiếc PC có thân hình vô cùng là khiêm tốn. Và cái giá thành để tạo nên chiếc PC này cũng khiêm tốn không kém. Đâu đó là 200 triệu mà. Với chiếc máy tính 200 triệu này thì mình đã chuẩn bị sẵn một tựa game vô cùng đặc biệt để thách thức cái cấu hình của em nó. Hãy chờ đến cuối video nhé. Và rất cảm ơn anh em bên Anphat đã cho mình mượn chiếc PC này để review. Anh em nào quan tâm hay muốn build cho mình một chiếc PC thì có thể chạy qua bên Anphat, người ta sẽ tư vấn rất là nhiệt tình. Đọc bát bạn anh Lâm để không được giảm giá. Thế nhá. Sau hàng vạn năm cố gắng thì bọn mình sắp được 1 triệu sub rồi. Anh em nhớ subscribe và bấm chuông để xem những video mới nhé. Được 1 triệu sub thì sẽ có quà đấy. Bản thân mình một khi đã yêu cái gì là phải đặt tên cho nó. Với 200 triệu nằm trên bàn thì làm sao mà tim mình không rung động chứ. Thế là mình sẽ đặt tên nó là Mũm Mĩm, bởi vì nhìn nó giống mình. Cấu hình của Mũm Mĩm gồm có một Mi 7 8700K Cafilex, main là MSI Z370 Godline. Ô, chính ra là cái main nó còn đắt hơn cả chip luôn á. RAM 4 thanh 8GB, vị trí là 32GB. Cảm màn hình gồm có 2 em NSI GeForce GTX 1080 Ti, Seahawk X 11GB. Nói đến đây mà thận mình thấy nhói quá. SSD nó sử dụng là Intel Optane SSD 900B 480GB và một bộ tản nhiệt nước custom trong cả chip lẫn cả màn hình. Đấy. Tất cả được lắp trên một chiếc kết Inwin DFrame 2.0. Khi mua anh em sẽ được tặng thêm một con nguồn 1065W. Đây là chiếc vỏ cây đặc biệt dùng để kỷ niệm nên chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới. Thường thì BBC anh em sẽ chọn những chiếc vỏ cây giá dao động tầm khoảng độ 500 đến 1 triệu thôi không nào. Nhưng riêng chiếc vỏ cây của Mũm Mĩm có mức giá đang bán tại Anphat là 29.499.000. Ôi mẹ ơi, riêng cái vỏ cây thôi đã bằng cái PC của mình rồi. Khi mà giá thành của Mũm Mĩm đã lên đến con số 200 triệu thì phần cấu hình của em nó không còn quá quan trọng nữa. Mà giờ đây chúng ta sẽ tập trung vào vẻ đẹp mà Mũm Mĩm đem lại. Với tông màu chủ đạo là nâu và cam, đem lại cảm giác em nó như một con quái vật của sa mạc vậy. Với hai con 1080 Ti được thu gọn về một góc, nhưng vì được trang bị thêm cả tản nhiệt nước nên nhìn cả hai chiếc cảm hình vẫn toát ra vẻ gì đó rất là cool ngầu. Thường thì anh em sẽ thấy tản nhiệt nước của các máy sẽ được đổ sao cho thật là đầy, nhưng với Mũm Mĩm thì lại không làm như vậy. Việc chừa ra một khoảng trống cho nước chảy xuống nhìn rất sống động, cảm giác như kiểu anh em đang nhìn một chiếc thác nước vậy. Chứ nếu mà để đầy thì nhìn nó nhạt nhẽo. Ngoài ra nếu anh em để ý thì có thể thấy Mũm Mĩm được trao danh hiệu Battle Box. Đây là danh hiệu đặc biệt cho những chiếc PC nào được build với những dòng cạc 1080 Ti đổ lên. Đây là một danh hiệu khá đáng nể đấy. Bản thân là một reviewer nên mình muốn mở hết ra để cho anh em có thể chiêm ngưỡng từng tận bên trong Mũm Mĩm. Nhưng vì thời gian mượn có hạn nên là chỉ có thể mượn được đến đây thôi. Tuy vậy thì mình đã kịp thời tải một tựa game để có thể thách thức chiếc PC 200 triệu này rồi. Trải nghiệm khi chơi game của mình trên chiếc PC này thì phải gọi là bình thường thôi. PC 200 triệu mà lắp thêm chiếc màn hình Full HD mà chơi Pikachu để anh em phải hiểu như nào đấy. Với hai chiếc cạc 1080 Ti thì có vẻ như là vẫn chưa thể cân tốt được game này. Nó yếu đến nỗi mà mình không thể đo được FPS luôn. FPS tôi không nhảy luôn. Tuy vậy thì thời gian có hạn nên mình vẫn chưa thể test thêm một vài tựa game như kiểu là thay váy cho công chúa này hay là make up cùng người đẹp này. Khá là khó khăn, mong là lần sau mình có thể mượn được những chiếc PC đắt tiền hơn để có thể trải nghiệm những tựa game như này một cách tốt nhất. Và đó là toàn bộ về Mũm Mĩm, một chiếc PC có giá lên đến 200 triệu cùng với một phong cách thiết kế hầm hố, làm cho nó cảm giác không khác gì một chiến binh của sa mạc cả. Một lần nữa là mình rất cảm ơn anh em Anphat đã cho mình mượn chiếc PC này để chơi Pikachu. Anh em muốn mình mượn thêm những chiếc PC kiểu như vậy để review nữa không? Hãy cho mình biết ở phần comment phía dưới nhé. Bye bye.